Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đạt trúng mỏ vàng, đổi vận giàu sang. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, một kênh thông tin rất hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được tất cả mọi người công nhận và tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà luôn luôn thông minh sắc sảo và đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Canh Thân họ sống rất là vô tư, lạc quan quý vị ạ. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Canh Thân có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được bạn bè xung quanh yêu mến, kính trọng. Ngoài ra thì họ còn có được một con mắt rất là tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn là người cảnh báo cho những người xung quanh những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Và chính nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Canh Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được mọi tâm tư, nỗi niềm thầm kín của những người khác. Và từ đó thì luôn có những cách chia sẻ, có những lời khuyên và có những giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Canh Thân phạm phải hạn xung thái tuế và đây sẽ là một năm mang lại khá là nhiều trắc trở đối với họ. Vậy với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì liệu rằng những khó khăn trắc trở đó có hay là không làm cho những gia chủ tuổi Canh Thân đột trí? Nhờ được thần tài, ban lộc và được quý nhân trợ giúp ít nhiều, cho nên trong tháng 2 năm 2022 âm lịch của năm nhâm dần thì gia chủ tuổi Canh Thân dễ dàng có thể vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo rằng trong tháng 2 âm lịch chính là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Canh Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Canh Thân ở trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm được những điều thiện, điều tốt giúp ích cho con người, cho đời. Tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của những người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Người tuổi Thân sinh năm 1980 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình vào trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Thân. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 2 của tuổi Canh Thân dự đoán rằng những người sinh năm 1980 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp đã đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế
mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Canh Thân rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Canh Thân trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất không nên tham dự dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần phải chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cũng cần phải chú ý kẻo xảy ra bất trắc. Các quý gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của tuổi Canh Thân có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với người đã có đôi hoặc đã lập gia đình, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều. Bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù đang có một trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến rồi lại đi mà khó thành. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là kim bạc kim, tháng Mão lục hợp tốt tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những gia chủ sinh năm 1980 canh thân trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa. Bình an quý vị nhé!